Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thông tin nóng tại họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cung cấp cho báo chí, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành tố tụng vụ Xuyên Việt Oil, khởi tố mới 3 bị can về hành vi đưa, nhận hối lộ. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công thương về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, Cơ quan An ninh Điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt giam Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Xuyên Việt Oil, Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Trước đó, liên quan đến vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, 60 tuổi, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ. Ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, thời điểm bị bắt là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình điều tra vụ án này. Về phía Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 9 năm 2023. Trước đó, trả lời tại họp báo của Bộ Công an ngày 26 tháng 3 về vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại Xuyên Việt Oil, hay còn gọi là Công ty Xuyên Việt Oil, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 2 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 2 bị can bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 6 bị can bị khởi tố tội đưa nhận hối lộ. 1 bị can bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đại tá Phan Thành Bá nói, mới đây nhất, cuối tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã khởi tố 4 bị can về tội đưa nhận hối lộ. Kết quả điều tra đến nay xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu, quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối, lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân và gây thất thoát tài sản cho nhà nước. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tập trung điều tra làm rõ và tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan vụ án để thực hiện việc thu hồi tài sản sau này. Hiện, đơn vị đang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và các cá nhân khác có liên quan đến việc cấp giấy phép công tác quản lý thuế của Công ty Xuyên Việt Oil và những vi phạm khác để xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, theo nguồn tin cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã được trích xuất từ nơi đang thi hành án về trại giam Chí Hòa, Công an TP.HCM để phục vụ công tác xét xử trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 4 bị cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên đại học, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam và Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam và 2 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam không kháng cáo mức án sơ thẩm đã tuyên và có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Bà Hằng bị bắt giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trước đó, do chỉ một người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt cùng 2 luật sư, còn tất cả các bị cáo có kháng cáo vắng mặt nên phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra chiều ngày 11 tháng 3 phải hoãn. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân TP.HCM xử sơ thẩm các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 30 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng 18 tháng tù. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội, thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân của 10 cá nhân. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, chuẩn bị nội dung, từ đó cấu thành hành vi đồng phạm. Bị cáo Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4 tại công ty Than Thống nhất Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam KTV ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh xảy ra sự cố tại gương lò XV5140 số 2 phân xưởng đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Lò đào nơi xảy ra sự cố có diện tích 23 m2, chống thép SVP27, bước chống 0,5 m trên một vị. Lò đã được đào 240 m trên thiết kế 380 m. Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê-tan. 4 công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh, Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ, Tạ Văn Ngâm sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên, Lê Văn Huyên sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các lãnh đạo TKV, Công ty Than Thống nhất có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền công ty Than Thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chu đáo. Sáng cùng ngày, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người trong tỉnh tử vong, 18 triệu đồng một người ngoài tỉnh tử vong, hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương. Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ. Trước đó, tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại phân xưởng khai thác 3 Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Thời điểm xảy ra vụ việc, địa bàn xuất hiện nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30 đến 70 mm dẫn đến khu vực này bị ngấm nước. Quá trình nhóm công nhân làm việc bị bùn và than trôi từ thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong.